Rồi, hôm nay 22 tây tháng 1 2022, em Nguyễn Thị Thu Quyên đến đại diện nhà hảo tâm để trao cho hoàn cảnh. Chị tên gì chị? Quỳnh Thị Hoa. Chị nhiêu tuổi? 48. Bệnh gì vậy? Bị ung thư vú. À hả. Bây giờ tôi cũng đại diện cái đứa bạn ở người bạn ở nước ngoài tới gửi về một cái phần quà để ăn Tết, thì gần có một túi gạo thơm, chai nước mắm, chai nước tương với chai dầu ăn. À, rồi ha, gửi rồi chúc bà con quê nhà ăn Tết vui vẻ ha, hồi nước rồi. À, giùm nha. Cảm ơn chị Quyên. Rồi, cưng quay giùm chị cái này. Cưng cầm. Rồi bữa nay em đi, em là Phương Linh với Tho thì đi chung với em Nguyễn Thị Thu Quyên đến đây để cũng đại diện nhà hảo tâm để trao yêu thương. Đây là hoàn cảnh của chị Hoa, chị bị ung thư ngực. Thì địa chỉ mình ở đây là ở đâu chị? 93/7D ở chỗ tiệm dài trang đi vô. Thì Linh xin đại diện đây 200.000 này là của chị Nguyễn Thị Cẩm Hương gửi chị nha. Còn 300.000 này là của gia đình chị Mai. Gia đình chị Mai gửi chị 300. Vậy là tổng cộng Linh xin đại diện quý nhà hảo tâm gửi cho chị Hoa là 500.000. Linh cảm ơn quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Linh hy vọng là khi đăng cái clip này lên, nếu mà nhận được trợ duyên thì Linh và Quyên sẽ trở lại để trao yêu thương cho chị Hoa. Linh cảm ơn rất là nhiều. Ngay ngay chỗ cái nút trắng cái phim chụp chị tấm hình đó Linh. Em chưa có cái nút này phải không, phải này không này rồi. Rồi hai Linh bye bye.